Chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin One Piece vào thứ ba hàng tuần. Trừ những hôm mất điện, mình là Linh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với top 10 game One Piece hay nhất mọi thời đại. Lưu ý đây chỉ là ý kiến cá nhân, anh em có ý kiến khác cứ thoải mái comment ở bên dưới anh em nha. Top 1, One Piece Pirate Warrior Series. One Piece Pirate Warrior Series là một series game hành động hack and slash nổi tiếng. Điểm nổi bật của loạt game này chính là sự kết hợp giữa lối chơi chặt chém quy mô lớn và cốt truyện được lấy từ anime, manga gốc. Người chơi sẽ có cơ hội điều khiển nhiều nhân vật quen thuộc từ băng Muzum như Luffy, Zoro, Sanji và Nami. Với mỗi nhân vật đều sở hữu những chiêu thức và kỹ năng đặc trưng, game mang đến trải nghiệm hành động mãn nhãn cho phép người chơi hạ gục hàng trăm kẻ thù trên màn hình cùng một lúc. Với One Piece Pirate Warrior, series này đã ra mắt đến phần 4, được coi là phần hoàn thiện nhất với sự cải thiện đáng kể về đồ họa và lối chơi. Người chơi sẽ cảm nhận rõ ràng các pha chiến đấu mạnh mẽ với hệ thống Haki và gear đặc trưng của Luffy. Điều mình thấy hay ở cái game này là anh em có thể sống lại những trận chiến hoành tráng, từ trận chiến Marineford đến những cuộc phiêu lưu sau khi vào tân thế giới. Mỗi trận đánh đều mang lại cảm giác cực kỳ phấn khích nhờ vào nhịp độ nhanh và kỹ năng đa dạng. Series này chắc chắn là một món quà dành cho fan của One Piece muốn có một trải nghiệm đậm chất hành động anh em nha. Top 2, One Piece Treasure Cruise. One Piece Treasure Cruise là một tựa game mobile chiến thuật theo lượt được phát hành bởi Bandai Namco. Game ra mắt vào năm 2014 và đã thu hút hàng triệu người chơi trên toàn thế giới. Đây là một tựa game có lối chơi xây dựng đội hình, nơi người chơi có thể triệu hồi và thu thập hơn 2.000 nhân vật từ mọi góc trong thế giới của One Piece. Từ những thành viên của băng Muzum, các hải tặc mạnh mẽ, hải quân cho đến cả những nhân vật phản diện nguy hiểm như Crocodile, Doflamingo đều có mặt trong game. Điểm nổi bật của Treasure Cruise là hệ thống combo độc đáo, yêu cầu người chơi phải căn thời gian chính xác để tối đa hóa sát thương. Mình cảm thấy điều này giúp game có chiều sâu và tạo được sự hứng thú khi kết hợp giữa chiến lược đội hình và kỹ năng cá nhân. Ngoài ra, cốt truyện được tái hiện rất chi tiết và trung thành với nguyên tác, khiến anh em có thể sống lại toàn bộ hành trình của Luffy từ lúc khởi đầu đến những cuộc phiêu lưu sau này. Một điểm cộng nữa là hệ thống gacha và nâng cấp nhân vật liên tục cập nhật, tạo sự mới mẻ và hấp dẫn cho người chơi. Top 3, One Piece Burning Blood. One Piece Burning Blood là một game đối kháng 3D do Spy Chunsoft phát triển và Bandai Namco phát hành. Đây là một trong những tựa game đặc sắc nhất về One Piece, tập trung vào các trận đấu giữa những nhân vật nổi bật trong anime. Điều làm cho game trở nên khác biệt là hệ thống chiến đấu linh hoạt và nhanh nhẹn, với cơ chế sử dụng Haki và các chiêu thức đặc trưng của từng nhân vật. Trong Burning Blood, người chơi có thể lựa chọn hơn 40 nhân vật, mỗi nhân vật đều có kỹ năng và đặc trưng riêng. Từ Luffy với các hình thái như Gear 2, Gear 4, đến những nhân vật mạnh mẽ như Sabo, Akainu, Akiji đều được tái hiện rất chi tiết. Game cũng giới thiệu hệ thống trái ác quỷ và Haki, giúp các trận đấu trở nên đa dạng và chiến lược hơn. Điều mình thích ở game này là sự tôn trọng nguyên tác khi các chiêu thức được tái hiện đúng với phong cách của từng nhân vật trong anime, tạo ra cảm giác phấn khích và hoài niệm cho người chơi. Top 4, One Piece Bounty Rush. One Piece Bounty Rush là một tựa game mobile chiến thuật thời gian thực do Bandai Namco phát hành. Game có lối chơi chiến đấu 4v4, nơi người chơi phải phối hợp cùng đồng đội để chiếm giữ các điểm quan trọng và giành tài nguyên. Điều mình thấy thú vị nhất ở game này là sự cân bằng giữa yếu tố chiến thuật và hành động. Người chơi sẽ phải lựa chọn nhân vật phù hợp với vai trò của mình, như là Defender để phòng thủ này, Attacker để tấn công này, hay Runner để nhanh chóng chiếm giữ điểm. Tựa game này có rất nhiều nhân vật để anh em lựa chọn, từ các thành viên trong băng Muzum đến các nhân vật phản diện nổi tiếng. Mỗi nhân vật đều có bộ kỹ năng và đặc điểm riêng, giúp tạo nên sự đa dạng trong chiến đấu. Đồ họa của Bounty Rush cũng rất đẹp mắt, với thiết kế nhân vật và hiệu ứng chiêu thức được đầu tư kỹ lưỡng. Đây là một tựa game đòi hỏi sự phối hợp tốt giữa các thành viên trong đội, nên nếu anh em có nhóm bạn cùng chơi, chắc chắn sẽ có nhiều khoảnh khắc vui vẻ và gay cấn đấy. Top 5, One Piece World Seeker. One Piece World Seeker là một tựa game thế giới mở, nơi người chơi sẽ vào vai Luffy và khám phá một hòn đảo rộng lớn mang tên là Jail Island. Game được phát triển bởi Gunbarian và phát hành bởi Bandai Namco vào năm 2019. Đây là một bước tiến mới khi đưa One Piece vào thể loại thế giới mở, cho phép người chơi tự do khám phá và thực hiện các nhiệm vụ theo cách riêng của mình. Điểm nổi bật của World Seeker là cơ chế di chuyển linh hoạt của Luffy với khả năng sử dụng năng lực Gomu Gomu để bay lượn và vượt qua chướng ngại vật. Mình cảm thấy điều này mang lại cảm giác rất mới mẻ, như được hòa mình vào thế giới One Piece thực sự luôn. Cốt truyện của game là một câu chuyện hoàn toàn mới, không dựa trên manga hay là anime, nhưng vẫn giữ được tinh thần và nét đặc trưng của series. Mặc dù game này có một số hạn chế về độ phong phú của nhiệm vụ và nhân vật, nhưng với đồ họa đẹp mắt và gameplay thế giới mở, đấy vẫn là một trải nghiệm đáng để thử. Top 6, One Piece Unlimited World Red. One Piece Unlimited World Red là một tựa game hành động phiêu lưu được phát triển bởi Gunbarian và phát hành bởi Bandai Namco. Đây là phần thứ tư trong loạt game Unlimited. Nổi bật với lối chơi khám phá và chiến đấu, game đưa người chơi vào vai Luffy cùng các thành viên ở băng Muzum trong cuộc phiêu lưu tại một hòn đảo bí ẩn với tên gọi là Chantau. Nhiệm vụ chính của người chơi là cùng đồng đội khám phá hòn đảo, chiến đấu với kẻ địch và đối đầu với những chùm lớn trong cốt truyện. Điều mình thấy hay ở Unlimited World Red chính là sự kết hợp giữa yếu tố phiêu lưu và nhập vai. Người chơi có thể tự do di chuyển trong môi trường mở, tìm kiếm kho báu, hoàn thành các nhiệm vụ phụ và thu thập tài nguyên để nâng cấp kỹ năng.
Đặc biệt, game cũng sở hữu chế độ co-op cho phép hai người chơi cùng tham gia cuộc phiêu lưu. Đồ họa của game tuy không quá ấn tượng so với các tựa game mới, nhưng vẫn giữ được các nét vẽ đặc trưng và tinh thần vui nhộn của One Piece. Với cốt truyện mới mẻ và gameplay hấp dẫn, Unlimited World đã mang đến một trải nghiệm đáng nhớ cho người chơi yêu thích khám phá và chiến đấu anh em nha. Top 7. One Piece Romance Dawn. One Piece Romance Dawn là một tựa game nhập vai do Namco Bandai phát triển và cũng phát hành luôn, tái hiện lại hành trình phiêu lưu của Luffy từ khởi đầu cho đến những trận chiến đầy cảm xúc ở Đại Hải Trình. Game tập trung vào lối chơi nhập vai chiến đấu theo lượt, với các hệ thống kỹ năng và kỹ thuật chiến đấu quen thuộc từ nguyên tác. Người chơi sẽ điều khiển các thành viên của băng mũ rơm từng bước vượt qua các cuộc phiêu lưu và nâng cấp nhân vật. Điểm đặc biệt của Romance Dawn là sự trung thành với cốt truyện gốc, khi người chơi sẽ được trải nghiệm lại những sự kiện nổi tiếng như trận chiến với băng hải tặc Along, Enies Lobby và những trận đấu đỉnh cao tại Marineford. Game có hệ thống nâng cấp chi tiết và khả năng tùy chỉnh kỹ năng cho từng nhân vật, giúp người chơi tự do sáng tạo lối chơi riêng. Tuy nhiên, đồ họa của game không quá nổi bật so với các tựa game khác cùng thời điểm, nhưng lại bù đắp bằng cốt truyện và hệ thống chiến đấu đầy chiều sâu. Đây là một tựa game phù hợp cho anh em muốn sống lại những kỷ niệm và cảm xúc từ hành trình của Luffy. Top 8. One Piece Grand Adventure. One Piece Grand Adventure là một tựa game đối kháng kết hợp yếu tố phiêu lưu, được phát triển bởi Gunbarian và phát hành bởi Bandai Namco. Game ra mắt trên nền tảng PlayStation 2 và GameCube, đưa người chơi vào một thế giới mở rộng lớn, nơi anh em có thể điều khiển các nhân vật yêu thích từ băng mũ rơm và nhiều nhân vật khác nữa. Trong Grand Adventure, người chơi không chỉ tham gia các trận chiến đối kháng mà còn có thể phiêu lưu, khám phá bản đồ và thu thập các vật phẩm để nâng cấp kỹ năng. Điểm mạnh của game chính là hệ thống điều khiển dễ tiếp cận và cơ chế chiến đấu đơn giản nhưng không kém phần thú vị. Mình cảm thấy game có tính giải trí cao, đặc biệt là với chế độ nhiều người chơi, nơi anh em có thể chiến đấu với bạn bè để so tài. Game cũng tái hiện nhiều địa điểm nổi tiếng từ anime như Water 7, Skypiea và Alabasta, giúp người chơi có cảm giác như được tham gia vào hành trình thực sự. Dù game đã ra mắt từ khá lâu, nhưng Grand Adventure vẫn là một kỷ niệm đẹp đối với fan One Piece. Top 9. One Piece Fighting Path. One Piece Fighting Path là một tựa game hành động 3D trên di động mang đến lối chơi nhập vai kết hợp chiến đấu đối kháng. Game được phát triển bởi China Mobile Game với đồ họa ấn tượng và hệ thống chiến đấu linh hoạt. Fighting Path đưa người chơi vào thế giới của One Piece, tái hiện lại các trận chiến kinh điển từ manga và anime. Người chơi sẽ điều khiển các nhân vật quen thuộc như Luffy, Zoro, Sanji cùng nhiều nhân vật khác. Mỗi nhân vật đều có kỹ năng đặc trưng. Điểm mạnh của game là cơ chế chiến đấu thời gian thực với nhiều combo đẹp mắt và mượt mà. Mình cảm thấy Fighting Path đã thực sự mang đến một trải nghiệm chiến đấu sống động, khi người chơi có thể dễ dàng thực hiện các đòn tấn công liên hoàn và sử dụng kỹ năng mạnh mẽ. Ngoài ra, game còn có chế độ PvP cho phép người chơi thi đấu với nhau hoặc tham gia các sự kiện lớn để nhận phần thưởng. Đồ họa của game được đánh giá cao vì nét vẽ sống động, tạo cảm giác như đang tham gia vào cuộc phiêu lưu thực sự cùng băng mũ rơm. Nếu anh em đang tìm kiếm một tựa game đối kháng trên di động với chất lượng đồ họa và lối chơi đỉnh cao, thì One Piece Fighting Path chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua anh em nhé. Top 10. One Piece Odyssey. One Piece Odyssey là một tựa game nhập vai được phát hành bởi Bandai Namco, ra mắt vào năm 2023. Game xoay quanh cuộc phiêu lưu mới của băng mũ rơm khi họ bị mắc kẹt trên một hòn đảo bí ẩn. Tựa game kết hợp yếu tố phiêu lưu và chiến đấu theo lượt với một cốt truyện mới do chính tác giả Eiichiro Oda tham gia phát triển. Odyssey mang đến cho người chơi trải nghiệm hoàn toàn mới khi người chơi có thể khám phá môi trường mở, tìm kiếm kho báu và thực hiện các nhiệm vụ phụ. Điểm đặc biệt của One Piece Odyssey là hệ thống chiến đấu theo lượt với khả năng tùy biến kỹ năng và chiến thuật. Người chơi sẽ phải lập kế hoạch cẩn thận trong từng lượt chiến đấu, tận dụng kỹ năng của từng thành viên để tạo lợi thế. Đồ họa của game được thiết kế theo phong cách anime với các cảnh cắt hấp dẫn và chi tiết. Cốt truyện cũng được đánh giá cao khi khai thác những khía cạnh mới và đem đến sự tương tác giữa các nhân vật đầy thú vị. Với cốt truyện độc đáo và lối chơi chiến thuật, One Piece Odyssey chắc chắn là một tựa game đáng thử cho fan hâm mộ của series One Piece. Và nếu anh em là fan hâm mộ của mô hình One Piece thì cũng có thể mua thử một vài mô hình Luffy, Zoro, Nami, dâu trắng, dâu đen các kiểu con đà điểu về decor cho nó wax select anh em nha. Giỏ hàng ở ngay góc dưới bên trái video anh em ơi.